lesson. Ok, 1, 2, 3. Yeah, ok. Rất là tự tin. Okay, giỏi quá, good. Good baby. Baby đã thành công nơi Bangkok, Thái Lan rồi. Thấy chưa? Baby. Đúng rồi. Baby giỏi quá. Ê. Một ngày thôi đó thành công rồi đó, giỏi chưa? Ngày hôm qua có người còn không dám đứng ngay cái thành hồ nữa đó. Nè, đây coi nè. Tôi nhẹ là lấy tài quơ quơ lại cho bác này. Giỏi. Chưa, tự tin luôn đó, không có bị thấy chưa? Con gái tự tin chưa? Nó đi làm sao hay vậy? Nó đi làm sao baby giỏi hay vậy? Tự tin mà. Vậy hả? Nó đi mới dạy mới cho con nó đi nó biết ra đó. Rồi biết ra mai mốt dạy là con biết ra nữa đó. Đi vậy không? Con đi từ dài dài mất dài luôn. Đây tới đó. Thấy không? Hôm qua mẹ nói với con rồi, đâu có gì đâu mà sợ, thấy không? Rồi. À, baby đi biết dạy luôn, đi từ từ nữa đi. Đó đi dữ quá. Giống siêu mẫu quá. Một ngày thôi là khác biệt thấy rõ rồi ha. Rồi, hôm qua không dám đứng ngay đó luôn ha. Rồi, nó đi đứng ngay được chưa? Rồi, đứng ngay nha. Rồi, 1, 2, 3. Vô tay, vô chân, vô tay, vô chân, vô mạnh lên, vô, rồi, vô, 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 vô tay. Xong, vô tay. Hai phút lâu mà. Gần quá, vi vi, nhảy cái nó tới rồi.